Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang có mặt ở ấp Bình Thạnh của xã Tâm Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có nguyên một vườn cây sầu riêng đó cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Trái thì sum xê luôn nha, đang kêu bán với tổng diện tích là khoảng 2.232 m2 và chủ kêu giá hết đất luôn là 2.3 tỷ. Giá này thì em thấy khá là ổn luôn nha, để em sẽ quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Rồi thì đây là cái vườn sầu riêng mà em muốn quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình nè. Đó, cho cô chú anh chị mình nhìn qua cái cây sầu riêng của mình nè. Wow, trái rất là thích luôn ha, ngập tràn trái luôn nha cô chú anh chị. Bước vô cái vườn sầu riêng này là cô chú anh chị mình sẽ thích mê luôn á. Rồi thì em sẽ giới thiệu về cái vị trí và cái con đường đi ở đây trước nha. Thì đất mình hiện tại là sẽ nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng này khoảng 2m rưỡi, 2m tới 2m rưỡi nha. Thì nếu mà tính ra là xe ô tô 4 chỗ hoặc là 7 chỗ cô chú anh chị có thể vô được tới đất luôn. Nhưng mà vô được nhưng mà còn chỗ quay đầu thì chưa có nha cô chú anh chị. Tại vì cái mặt tiền này của mình là anh chủ đã rào hàng rào lưới kẽm gai rồi, cho nên nếu mà mình muốn quay đầu thì mình phải mở cái hàng rào lưới này ra thì mình mới có thể quay đầu được nha. Chứ ô tô thì sẽ vô tới đất được rồi đó ha. Rồi thì nếu mà cô chú anh chị mình đi theo cái trục đường này, cô chú anh chị mình đi khoảng 900m là sẽ ra tới đường tỉnh lộ 868. Còn mà mình đi tầm khoảng 1,2 cây số là cô chú anh chị sẽ ra tới tỉnh lộ 864. Đó, thì cái vị trí đất mình là sẽ nằm ở cái khoảng giữa của hai cái đường tỉnh lộ nha, tỉnh lộ 868 và tỉnh lộ 864 ha. Rồi thì cái miếng vườn sầu riêng mà hôm nay em muốn quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình á, thì em thấy cái miếng đất rất là đẹp luôn và cái hình sổ cũng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Giấy tờ pháp lý rõ ràng nè, đường ô tô vô tới đất luôn, có sổ hồng riêng sẵn luôn ha. Rồi ranh giới thì có rõ ràng hết luôn, sầu riêng thì đang cho trái rất là sum xê luôn. Ở đây là khu vực điện nước wifi đầy đủ nè, đông dân cư nè ha, hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn. Để em sẽ quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem nha. Nghe thì cũng thấy hấp dẫn rồi ha cô chú anh chị. Tính ra giá thì chỉ có khoảng 1 tỷ 030 triệu 1.000 m2 thôi nha. Rồi thì mặt tiền tổng diện tích đất mình là khoảng 2.232 m2. Thì trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 34 m5. 34 m5 là cô chú anh chị sẽ tính từ vị trí cây trụ này. Đây là nguyên cái hàng trụ ranh giới của mình nè. Đó, cô chú anh chị xem nguyên hàng trụ ranh giới của mình, chủ cắm sẵn luôn rồi. Từ vị trí cây trụ này ha, cô chú anh chị sẽ đo dài qua tới cái đoạn bên đây luôn. Thì mặt tiền bề ngang của mình là khoảng 34 m5, còn chiều sâu vô trung bình là khoảng 64 m nha cô chú anh chị. Đất là vuông vức luôn, cao ráo, không có mồ mả gì hết luôn nha. Rồi thì tới ngay chỗ vị trí cây trụ này là cái ranh giới đất của mình, chiều sâu chạy dài vô hết đất luôn là khoảng 64 m. 64 m là sẽ gần tới ngay chỗ cây sầu riêng này. Thì bây giờ em sẽ dẫn cô chú anh chị mình cùng đi vô trong để xem cái miếng đất này của mình ha. Trong đất á nha thì em thấy ngoài sầu riêng ra nè, rồi chủ cũng có trồng sen vô giống như là mít nè, rồi bưởi nè ha, rồi em thấy có tắc nè, rồi em thấy có cây chôm chôm, có chuối nữa nha. Đây, đó cô chú anh chị xem. Ở đây á thì là đất nước ngọt cho nên là trồng cây trái rất là tốt luôn. Thì giống như cô chú anh chị thấy những cái cây sầu riêng của mình nè, rồi những cái cây trái khác giống như là tắc nè, rồi chuối mít nè ha, em thấy trái rất là sum xê và trái rất là đẹp luôn nha. Rồi thì em sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái phần này trước. Thì đây cô chú anh chị mình xem nè, riêng cái phần hệ thống tưới tiêu này thôi là cô chú anh chị mình biết chủ đã đầu tư vô rất là nhiều luôn ha. Thì khi mà bán cái vườn sầu riêng này cho cô chú anh chị á, thì những cái hệ thống ống tưới tiêu chủ sẽ để lại hết toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn. Còn về phần trái sầu riêng á, thì những cái cây sầu riêng mà đang cho trái lớn chuẩn bị thu hoạch á, thì phần đó chủ sẽ hưởng nha. Đây, để em qua em chỉ cho cô chú anh chị mình xem nè. Đây giống như sầu riêng mà đang cho trái lớn như thế này chuẩn bị thu hoạch nè,
là cái phần này chủ người ta sẽ thu hoạch nha. Còn riêng những cái cây sầu riêng mà đang cho hoa, đang cho trái nhỏ tới mùa sau thu hoạch á, thì phần đó cô chú anh chị mình sẽ hưởng nha. Tại vì cái này á, thì chủ đã chăm sóc từ hôm đầu mùa tới nay và trái cũng đã chuẩn bị thu hoạch rồi, cho nên là phần này chủ người ta sẽ hái, người ta sẽ hưởng nha. Đó, cô chú anh chị mình thì sẽ hưởng cái phần sau ha. À, em cũng có nói chuyện với chủ, em cũng có hỏi thăm, thì anh chủ có bảo á, là ở trong nguyên miếng đất này của mình á, thì tổng những cái cây lớn mà đang cho trái á, thì trung bình là tầm khoảng 30 gốc. Còn mà những cái cây nhỏ nhỏ giống như thế này nè cô chú anh chị, đây thì trung bình là tầm khoảng 40 gốc nha. Rồi em bước vô cái vườn sầu riêng này em thấy rất là thích luôn á cô chú anh chị. Đất á thì chủ người ta làm rất là cao ráo, rất là đẹp luôn. Hệ thống tưới tiêu á thì dàn ống nước thôi cũng rất là hoành tráng luôn ha. Cây trái á thì trồng theo hàng nè, rất là thẳng tắp luôn ha. Rồi trái á thì sum xê luôn, xanh luôn nha cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị mình xem nè ha. Trời ơi rất là thích luôn nha. Nhìn là thích mê luôn á, ngập tràn trái luôn ha. Đó, còn gì bằng nữa. Rồi. Trụ ranh giới chủ đã có cắm sẵn rõ ràng hết luôn nè. Rồi có chuối nè, tắc đồ nữa nè ha. Rồi em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi tham quan xung quanh ha. 2.223 m², mặt tiền bề ngang là 34,5 m, chiều sâu vô là khoảng 64 m. Hiện tại là đất của mình là đất cây lâu năm nha cô chú anh chị. Thì cây lâu năm nhưng mà ở đây thì mình muốn lên thổ cư mình vẫn có thể đăng ký lên được bình thường ha. Chủ kêu giá là 2.3 tỷ hết đất luôn, thì em có tính ra là tầm khoảng 1.030.000.000 1.000 m² nha. Giá này thì em thấy cũng khá là mềm luôn rồi, tại vì sầu riêng cũng đã lớn hết rồi, cho thu hoạch nè ha. Rồi đường ô tô nữa, sổ hồng riêng có sẵn luôn, giấy tờ pháp lý rõ ràng, khu vực đông dân cư, điện nước wifi đầy đủ luôn ha. Đó. Cách đường tỉnh lộ 868 thì trung bình cũng chỉ có tầm khoảng 900 m, và cách đường tỉnh lộ 864 chỉ có khoảng 1,2 cây số thôi. Đó, thì ở trong đất của mình á, giữa hai cái clip như thế này là sẽ có một cái ao nhỏ nha cô chú anh chị. Thì cái ao này giống như là người ta chứa nước để tưới tiêu á, thì vào những cái mùa nắng khô á, người ta chứa nước này để mà có nước để tưới á nha cô chú anh chị. Mình có thể tận dụng những cái ao này nè cô chú anh chị, có thể nuôi cá nè, hoặc là mình có thể trồng sen, trồng súng, hay là em thấy mình có thể trồng nhà rau nhút đồ đó cô chú anh chị. Đó. Thì đây như cô chú anh chị mình thấy nè. Chuối nè, rồi cây ổi nè, cây tắc rồi nè. Cô chú anh chị xem nó rất là xanh luôn nha. Nhìn nó rất là có sức sống luôn á. Bên đây thì là cây mít nè. Trong vườn của mình sẽ có được một cây chôm chôm. Đây, trong đất của mình luôn, đây là cây chôm chôm nè. Đang ra bông, cũng chuẩn bị cho trái luôn rồi ha. Độc nhất vô nhị, một cây duy nhất luôn á cô chú anh chị. Rồi thì để em sẽ dẫn cô chú anh chị đi xuống phía cuối đất để chỉ cái ranh giới cho mình ha. Phía cuối thì em thấy chủ đã có cắm nguyên một cái hàng trụ luôn rồi. Rất là rõ ràng luôn, rất là đẹp luôn. Trời ơi, em thích quá, em muốn quay cho cô chú anh chị mình xem từng gốc luôn á. Nhưng mà nhiều quá cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi, mình đi xuống chỉ ranh nha. Còn về cái cây này á, thì theo như em biết á, thì giống như là cái thân nó bị sâu đục á, thì cái này chủ người ta mới sức, nói chung là người ta trét cái thuốc lên á, để dưỡng cái cây lại nè cô chú anh chị. Nhưng mà cây này á, thì cũng đang cho trái luôn ha. Lúc nãy em nói chuyện nhưng mà em quên hỏi là cái sầu riêng này chủ trồng được bao nhiêu năm rồi. Em chỉ biết là khoảng 30 gốc lớn và 40 gốc nhỏ thôi. Đó, 40 gốc nhỏ là tầm khoảng như thế này nè. Giá cả thì có gì cô chú anh chị mình đi xem rồi mình gặp chủ để thương lượng luôn nha cô chú anh chị. Còn về cái phần xung quanh đất mình á nha, xung quanh thì dân cư cũng khá là đông luôn. Và ở trên mặt tiền đất á, đối diện qua bên hàng xóm thì sẽ có mã. Với lại ở phần cuối đất á, thì xa xa bên hàng xóm á, đây, cũng sẽ có xa xa thôi, chứ còn gần đất của mình là cũng hoàn toàn không có luôn nha. Đây là cái ranh giới đất của mình nè. Từ ngay chỗ vị trí cây trụ này nè. Đây, từ ngay chỗ vị trí cây trụ này, cô chú anh chị mình đo qua tới bên đây luôn. Đây, tới vị trí cây trụ này. Đó, chủ đã có cắm trụ ranh giới rõ ràng hết luôn rồi ha. Trái thì cây trái thì sum xê rồi. Nhìn thì rất là đã mắt luôn ha. Đó.
Rồi thì để em sẽ đi lên phía trên để em mở định vị cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì hồi nãy giờ em cũng đã quay cho cô chú anh chị mình xem hết rồi nè. Xung quanh ở đây thì hàng xóm người ta cũng trồng sầu riêng rất là nhiều luôn nha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình thích vườn sầu riêng nè, hoặc là mình muốn tìm một nơi để mà vừa có thể xây nhà vườn ở nè, xung quanh thì có cây trái thì mình có thể quan tâm tới miếng này. Đất mình thì đã có sẵn sầu riêng rồi nè, chôm chôm nè ha, rồi mít nè, rồi tắc nữa nè ha. Mình có thể đầu tư mình trồng thêm một vài loại cây trái mà cô chú anh chị thích nữa. Ở đây thì là đất nước ngọt luôn nha, cho nên cây trái thì trồng rất là tốt rồi. Mình có thể lên thổ cư và mình xây nhà tiếp cũng được ha. Thôi cô chú anh chị nhìn vô cô chú anh chị mình có mê không? Chứ em là hồi nãy giờ em đi chắc cũng hơn 5 vòng ở trong cái vườn sầu riêng này rồi á, nhưng mà em vẫn rất là thích luôn nha. Trời ơi, nhìn cảm giác rất là đã mắt luôn á. Trái thì xanh luôn, sum xê luôn, góc nào góc nấy rất là to luôn. Đó, chôm chôm á thì bông cũng rất là nhiều luôn ha. Hệ thống ống tưới tiêu á thì có đầy đủ luôn. Em nghĩ là nguyên cái phần dàn ống tưới tiêu này chủ người ta đầu tư rất là hoành tráng luôn ha. Đó. Ở đây á, thì ở quê cho nên là rất là bình yên luôn. Không khí á, thì rất là mát mẻ ha. Cây trái thì cũng to lớn hết rồi, cho nên là nó sẽ che mát được cho mình ha. Nghỉ dưỡng ở đây cũng rất là tuyệt vời nha. Rồi thì để em sẽ mở định vị cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thì giống như ở đầu video em có nói á, những cái trái mà đang chuẩn bị thu hoạch này nè là chủ sẽ hưởng, chủ sẽ thu hoạch. Còn mùa sau, đợt sau giống như mà trái nè chuẩn bị đang lớn, đợt này mùa này là cô chú anh chị mình sẽ hưởng nha. Rồi thì đất của mình á là sẽ được nằm ở hướng Tây Nam nha cô chú anh chị. Đó, đất nằm ở hướng Tây Nam ha. Ôi thích quá trời luôn nè. Rồi cô chú anh chị mình cùng xem nè. Thì cái nút màu xanh xanh là cái vị trí em đang đứng ở đất của mình. Xung quanh rất là đông dân cư luôn ha. Sẽ nằm ở khoảng giữa của đây là đường tỉnh lộ 868, bên đây là đường tỉnh lộ 864. Đó. Rồi để em sẽ xem thử coi từ đây mà mình đi tới đường tỉnh lộ 868 là bao xa nha. Thưa chú anh chị đợi em một xíu nha. Đường tỉnh lộ 868. Đây, trung bình mà mình đi là tầm khoảng 850m thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra tới đường tỉnh lộ 868 nha. Đây là đường tỉnh lộ 868, trung bình nó là khoảng 850m. Đó. Thì mình, để em xem, mình đi là tầm khoảng 2 phút thôi nha. À, em mở lại nha cô chú anh chị. Ở đây thì em thấy nó tầm khoảng 900m nè. Đây thì cô chú anh chị xem nè. Đây là đường tỉnh lộ 868, 900m, mình đi khoảng 3 phút là sẽ tới nha. Còn từ đây mà đi tới đường tỉnh lộ 864 đi ha. Ra tới tỉnh lộ 864 thì trung bình là 1,2 cây số nha cô chú anh chị. Đây. Đây là tỉnh lộ 864. Đây trung bình là tầm khoảng 4 phút, 1,2 cây số thôi nha. Còn nếu như mà từ vị trí đất mình ở đây á, cô chú anh chị mình mà muốn đi chợ á, thì em thấy xung quanh đây cũng có khá là nhiều chợ luôn. Giống như là chợ Ba Dừa nè, rồi chợ Tâm Bình đâu nè. Thì để em sẽ bấm lên cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi em thấy có chợ cây Bả Đậu luôn. À, đây thì em thấy chợ cây Bả Đậu là gần nhất, trung bình mình đi là chỉ có tầm khoảng 1,9 cây số thôi. Cô chú anh chị mình đi chỉ có khoảng 5 phút thôi là cô chú anh chị sẽ đi tới chợ cây Bả Đậu nha. 1,9 cây số, nằm ở trên đường tỉnh lộ 868 luôn nè.
Hoặc là ở đây thì cô chú anh chị mình cũng có thể đi chợ Tam Bình hoặc là chợ Ba Dừa. Thì trung bình mà cô chú anh chị mình đi tới chợ Tam Bình hoặc là chợ Ba Dừa thì là tầm khoảng 3,6 cây số nha. Cô chú anh chị mình đi là khoảng 8 phút là mình sẽ tới chợ Tam Bình hoặc là chợ Ba Dừa nha. Thì ngay chỗ cái vị trí mà chợ Tam Bình á, em thấy sát bên á là sẽ có ủy ban nè, có siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh, trường học luôn, cây xăng đầy đủ luôn. Này. Thì đây là chợ Tam Bình nè, rồi có bến phà Tam Bình luôn nè, bên đây là có siêu thị điện máy xanh nè, rồi cây xăng Tam Bình, trường trung học cơ sở Tam Bình, rồi tiệm tạp hóa nè ha, rồi ủy ban trạm y tế luôn. Đó, rất là nhiều luôn. Trung bình cô chú anh chị mình đi từ khoảng 8 phút đến 10 phút thôi nha. Còn nếu như mà từ vị trí đất của mình ở đây á, cô chú anh chị mà muốn cho con em mình đi trường học á, thì xung quanh đây em thấy cũng có khá là nhiều trường học luôn. Đây là cái vị trí đất của mình. Đây là trường tiểu học ấp Bình Đức nè. Rồi ở đây là trường trung học phổ thông gì nè. Rồi bên đây là trường tiểu học Tam Bình nè cô chú anh chị. Đó là trường mầm non Tam Bình luôn nè ha. Rồi ở bên đây thì em thấy là có trường trung học phổ thông Lưu Tấn Phát nè. Rồi trường tiểu học Long Trung 2 luôn. Trung bình mà cô chú anh chị mình đi tầm khoảng từ 1,5 cây số đến 2,5 cây số thôi là sẽ tới trường mầm non mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 của xã Tam Bình luôn nha. Ở đây thì do là thuộc về thị xã Cai Lậy cho nên em sẽ xem thử nha. Từ đây mà cô chú anh chị mình đi tới ngay chỗ mà trung tâm của thị xã Cai Lậy luôn á, thì trung bình cô chú anh chị mình đi á là tầm khoảng 10 cây số nha. À 11 cây số. Trung bình mà cô chú anh chị mình đi là tầm khoảng 21 phút là mình sẽ vô trong trung tâm của thị xã Cai Lậy. Thì ở trung tâm thị xã Cai Lậy sẽ có đầy đủ giống như là bệnh viện nè, rồi phòng công chứng nè, ngân hàng hay là trường học, cây xăng, siêu thị cấp mắt là có đầy đủ hết luôn nha. Mình đi chỉ có khoảng 21 phút thôi. Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, mà cô chú anh chị đi tới ngay chỗ mà thành phố Mỹ Tho đi ha. Từ đây mà mình về tới thành phố Mỹ Tho, trung bình mà cô chú anh chị đi là khoảng 28 cây số nha. Mình đi là khoảng 47 phút là cô chú anh chị sẽ về tới thành phố Mỹ Tho nha. Còn từ ở đây mà cô chú anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình cô chú anh chị mình đi là khoảng 83 cây số. Trung bình mình đi là 1 giờ 48 phút là cô chú anh chị sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, mà cô chú anh chị đi tới ngay chỗ mà Tiến Tránh Cây Lại, ngay chỗ cái đoạn mà đường dẫn lên cao tốc luôn á, để em xem thử nha. Thì trung bình mà cô chú anh chị mình đi á tầm khoảng 14 cây số nha là cô chú anh chị sẽ tới ngay chỗ cái đoạn mà đường dẫn lên cao tốc nè. Đó. Nếu mà cô chú anh chị mình từ Sài Gòn về á, thì mình có thể đi theo đường cao tốc và mình xuống ngay chỗ cái hướng mà thị xã Cai Lậy nha. Thì lúc mà cô chú anh chị mình muốn đi xem á, mình có thể liên hệ cho bên công ty. Tụi em sẽ nhờ người chỉ đường cho cô chú anh chị mình đi cái đoạn đường dễ đi nhất ha. Rồi thì ở đây là thuộc về xã Tam Bình của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha. Vườn sầu riêng của mình sẽ được nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ vô được nha. Tổng diện tích là khoảng 2.232 m², trong đó thì đất của mình hiện tại là đất cây lâu năm và chủ kêu giá là 2.3 tỷ hết đất luôn. Tính ra thì em có nhân ra tầm khoảng 1.030.000.000 1.000 m² nha cô chú anh chị. Giá cả thì mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn và cái giá này em thấy cũng khá là ổn luôn nha. Đất mình thì sầu riêng cũng đang cho trái, gốc lớn có, gốc nhỏ cũng có luôn. Trái lớn chuẩn bị thu hoạch thì chủ sẽ hưởng, còn những cái trái nhỏ mà đang chuẩn bị thu hoạch cho mùa sau thì phần đó mình sẽ được hưởng nha. Đất thì rất là vuông vức và rất là đẹp luôn nha. Trên đất là không có mồ mả nhưng mà ở xung quanh giáp với hàng xóm xa xa thì sẽ có nha. Hệ thống ống tưới tiêu là có đầy đủ luôn. Cây trái xum xê rất là tươi tốt luôn. Thì em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video này của em nha.